cho các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn U23 Việt Nam giải quyết gọn gàng U23 Ba Lan trong 90 phút chính thức, nên đội hình với nhiều trọng pháo tấn công là ưu tiên trong cuộc đọ sức tối nay. Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam sớm hé lộ ngay ở buổi tập chiến thuật trước cuộc đụng độ U23 Ba Lan. Theo đó, 11 cầu thủ đá chính cùng 3 dự bị đã được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi riêng để bàn chiến thuật. Người gác đèn đương nhiên là thủ môn Bùi Tiến Dũng, bộ ba hậu vệ Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, khu trung tuyến có Văn Hậu, Văn Thanh đảm nhận vị trí cánh. Xuân Trường và Quang Hải quán xuyến khu vực trung tâm. Phong độ của Xuân Trường gây chút băn khoăn khi chọn đá chính, nhưng sau khi Đỗ Hùng Dũng phải chia tay do chấn thương, chàng Hip có lẽ được thầy Park trao lại cơ hội. Hàng tiền đạo của U23 Việt Nam gồm 3 chân sút có khả năng gây đột biến cao nhất, giàu kinh nghiệm nhất là Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức. Ngoài những cầu thủ trên, các cầu thủ siêu dự bị như Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Văn Toàn, Đức Huy cũng đều sẵn sàng vào sân để ghi dấu ấn. U23 Việt Nam không ngại ngần đặt mục tiêu giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức. Vì vậy, sơ đồ giàu sức tấn công 3-4-3 là lựa chọn hàng đầu để huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng cho học trò. Một thuận lợi nữa là sơ đồ này được U23 Việt Nam vận hành nhuần nhuyễn và có hiệu quả tương đối khả quan ở vòng bảng. Trước trận đấu diễn ra vào tối nay, thành phần của U23 Ba Lan hầu hết là bại tướng của U19 Việt Nam 2 năm trước ngay trên sân nhà của họ. Nhưng lần này họ đã cảnh giác và có bài học quý giá Việt Nam lo lắng ở điểm này. Đó là lời nhận định của AFC. Chiều ngày 23 và 24 tháng 8, 8 cặp đấu vòng 1/8 bóng đá Nam ASEAN 2018 sẽ lần lượt diễn ra. Theo đó, Việt Nam sẽ chạm trán với Ba Lan lúc 19:30. Trong bài bình luận, các cặp đấu vòng 16 đội AFC đã nhận định Olympic Việt Nam lo lắng khi chạm trán với Ba Lan. AFC viết, Việt Nam có thể chơi ấn tượng ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng, trong đó có việc đánh bại Nhật Bản. Việt Nam ghi được 6 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Quả là 3 chiến thắng đấy rất ấn tượng và hoàn hảo. Còn Ba Lan kẻ vào vòng 16 đội bằng một vé vớt với thành tích đội hạng 3 tốt nhất khi thua Hàn Quốc 0-6. Nhưng sau đó họ đã hòa Kyrgyzstan 2-2 và thắng Malaysia 3-2. Ba Lan càng đá càng trưởng thành và chững chạc, trong đó trận đánh bại Malaysia được đánh giá là rất cao. Ba Lan đã chơi một thứ bóng đá hiện đại. Ba Lan mang đến ASEAN hầu hết là những cầu thủ lứa U21, tức thành phần từng bị thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của Việt Nam đánh bại 1-0 ở tứ kết U19 châu Á năm 2016. Qua đó Việt Nam giành suất dự World Cup U20 năm ngoái. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần 2 năm ấy, tập thể này đã trưởng thành, nhất là khi gặp lại Việt Nam. Ba Lan đã cảnh giác cao độ để không phải sụp hầm một lần nữa như 2 năm trước trên sân nhà. Đối đầu với Ba Lan, Việt Nam lần này sẽ gặp khó khăn vì Ba Lan dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo một sự tôn trọng cùng sự cảnh giác cao độ, đó là điều chắc chắn. Theo các bạn, bài nhận định của AFC nhận định Việt Nam lo lắng trước khi gặp Ba Lan, liệu lo lắng này có sai hay không? Chào các bạn, báo chí Nhật Bản đã có những thông tin về thất bại của đội tuyển Olympic nước nhà trước Olympic Việt Nam, trong đó hầu hết đều nhấn mạnh sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Báo chí Nhật Bản không đưa quá nhiều thông tin về trận đấu như báo chí Việt Nam. Các tờ thể thao chính như Tokyo Sport, Sport Nippon, Osaka Sport đều đưa dưới 2 tin ngay sau khi trận đấu. Tuy nhiên, nhiều thứ đã được đọc lại. Trên tờ Tokyo Sport bài viết, các chàng trai Nhật Bản chịu về nhì ở bảng D ASEAN 2018. Trong đó có đoạn, Việt Nam là một thế lực mới của bóng đá châu Á. Họ vừa giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, nơi Nhật Bản chỉ vào đến vòng 1/8. Trước trận, huấn luyện viên Morisasu đã nói rằng rất nhiều vấn đề đã không được thể hiện ở 2 trận đầu tiên, như việc Việt Nam phòng ngự chắc chắn là sao hay việc phải phòng ngự thế nào để chống lại phản công của Olympic Việt Nam. Đây là một trận đấu rất khó khăn với Nhật Bản. Còn tờ Sankei Sport đưa 2 tin về trận đấu và cả 2 tin sau một ngày đều xếp ở vị trí được đọc nhiều nhất. Còn tờ Sport Nippo thì nhấn mạnh đã quyết định tham dự ASEAN 2018 với đội hình hiện tại là phải chấp nhận những thất bại như thế này khi nó xảy ra. Bên cạnh đó, họ trích phần trả lời của đội trưởng Miyushi và nhân vật chính trong bàn thua duy nhất của Olympic Nhật Bản, đó là thủ môn Obina. Nếu pha xử lý của tôi tốt hơn, tôi tự hỏi liệu tôi có để khung thành của mình bị thách thức như vậy hay không. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được động lực thi đấu dù mắc sai lầm trước đối thủ của mình. Đó là lời thú tội của thủ môn trẻ mang hai dòng máu Nhật Bản và Nigeria.
Trong khi đó, đội trưởng Miyoshi quả quyết các cầu thủ dù chỉ là độ tuổi 21 nhưng không còn là trẻ con nữa. Anh nói, tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi đã lớn rồi, tôi tự cho rằng tôi và các cầu thủ phải cảm nhận được những gì mình phải làm. Bài học rút ra từ trận thua này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải lao vào tập luyện nhiều hơn. Tôi cùng các đồng đội phải có suy nghĩ tích cực hơn cho tương lai với kết quả của vòng bảng. Tại vòng 1/8 Olympic Việt Nam chạm trán Olympic Brazil vào ngày 23 tháng 8, trong khi đó Olympic Nhật Bản chạm trán Olympic Malaysia vào ngày 24 tháng 8. Bên cạnh sự bùng nổ của Olympic Việt Nam, một thế lực của Đông Nam Á từng nhiều năm đứng đầu là Olympic Thái Lan đã lần đầu tiên bị loại khỏi vòng bảng ASEAN sau 24 năm. Và huấn luyện viên của họ, ông Srimaka, đã nói gì về điều này? Đội tuyển Olympic Thái Lan đã có một màn trình diễn vô cùng yếu kém tại ASEAN 2018. Ở trận La Quân, họ may mắn giữ lại một điểm trước các cầu thủ trẻ Qatar. Sang tới trận tiếp theo, Thái Lan gây sốc khi tiếp tục phải chia điểm trước Bangladesh. Kết quả này cùng việc để thua Uzbekistan ở lượt đấu cuối đã khiến đội bóng xứ chùa vàng chính thức bị loại ngay sau vòng bảng ASEAN 2018. Màn trình diễn tệ hại của những chú vò chiến đã khiến cho người hâm mộ nước này hết sức giận dữ. Nhiều cổ động viên thậm chí còn yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT sa thải huấn luyện viên Srimaka và mời huấn luyện viên kia Tisak trở lại dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia và U23 nước này trước sự tức giận của người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng. Mới đây, vị thuyền trưởng của Olympic Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi: "Chúng tôi đã làm hết sức mình, nhưng tôi phải gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên Thái Lan vì đã làm họ thất vọng. Tôi cầu xin sự tha thứ từ người hâm mộ." Huấn luyện viên Srimaka cũng cho biết sẵn sàng đối mặt với những sự trừng phạt từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, song đề cập tới việc sẽ từ chức sau kỳ ASEAN lần này. Về phía FAT, vào ngày hôm qua 21 tháng 8, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã khẳng định trước báo giới rằng Liên đoàn sẽ không sa thải huấn luyện viên Srimaka bất chấp thành tích bết bát tại Indonesia. Theo ông, việc thay huấn luyện viên không phải là phương thức để giải quyết vấn đề lúc này. Trong quá khứ, huấn luyện viên Srimaka từng giúp đội U22 nước này vô địch SEA Games 29, thời hậu Kiệt Tỷ Sắc. Mặc dù vận công khi đó của thầy trò Srimaka không được giới chuyên môn đánh giá cao về sự đẹp mắt và thuyết phục. Cho các bạn, tại vòng bảng ASEAN 2018, U23 Việt Nam được coi là đối thủ đáng ngại nhất của U23 Nhật Bản. Đến với ASEAN 2018, người Nhật chỉ mang theo đội hình U21 và không quá đặt nặng mục tiêu vô địch. Cái đích của họ là Olympic 2020 tổ chức tại Tokyo. Trong khi đó, U23 Việt Nam lại gồm những cầu thủ từng giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018. Chính vì thế, tờ Kyoni của Nhật Bản đã đánh giá cao U23 Việt Nam và bày tỏ sự lo ngại cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Thế hệ vàng của Việt Nam dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn những thành viên của U23 Nhật Bản vốn thua kém đến 2 tuổi. Cả Pakistan và Nepal cũng có thể gây khó khăn cho chúng ta. Ở vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam là hiện tượng rất hiếm gặp khi mà đội tuyển U23 lại được yêu thích rộng rãi hơn cả đội tuyển quốc gia. Không ngạc nhiên khi Việt Nam đặt mục tiêu lớn vào ASEAN và họ sẵn sàng bước những bước xa hơn. Và hai cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam là Xuân Trường và Công Phượng. Tiền vệ Xuân Trường từng có kinh nghiệm thi đấu ở K-League. Công Phượng từng gặp chấn thương khi chơi tại J-League 2, song tài năng của chân sút này rất đáng chờ đợi. Đó là lời trích dẫn trên một bài viết của tờ Quioli đánh giá về U23 Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Kim Ha-bum của U23 Hàn Quốc cũng đã tính trước đến khả năng sẽ gặp U23 Việt Nam tại vòng 1/8 ASEAN. Theo nhà cầm quân này, Việt Nam và Thái Lan hai đội chơi phòng ngự phản công và loại tốt nhất Đông Nam Á. Chính vì thế, ông Kim Ha-bum đã chờ đợi Son Heung-min trở lại vào thời điểm ASEAN bước vào vòng 1/8 để U23 Hàn Quốc có lực lượng mạnh nhất sẵn sàng đối đầu với các đối thủ khó chơi. Việc được các đối thủ khen ngợi cho thấy sự thay đổi trong cái nhìn về U23 Việt Nam sau giải U23 châu Á. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân áo đỏ mất đi yếu tố bất ngờ và phải chịu nhiều sức ép hơn trước mỗi trận đấu. U23 Việt Nam từng gây hiện tượng trong lòng người hâm mộ với những trận đấu quả cảm ở giải U23 châu Á hồi đầu năm. Từ đó, người hâm mộ yêu quý và theo dõi những bước chân của các thần tượng mới như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Thành, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng. Sau 8 tháng, nữ cầu thủ được xem là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam lại tiếp tục chinh chiến ở đấu trường châu lục.
Lần này, tại giải ASEAN, trước khi lên đường sang Indonesia, hậu vệ Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ: "Có người hỏi chúng tôi sau thành công tại U23 châu Á sẽ như thế nào. Bóng đá thật khó nói, chỉ biết rằng chúng tôi sẽ chiến đấu đến giọt sức cuối cùng vì danh dự, vì màu cờ sắc áo." Tại ASEAN 2018, Văn Quyết được các đồng đội chọn làm đội trưởng Olympic Việt Nam, hậu vệ Bùi Tiến Dũng và Xuân Trường là hai đội phó. Tại giải U23 châu Á, Bùi Tiến Dũng đã thể hiện bản lĩnh trên loạt sút luân lưu và được nhớ tới với hình ảnh cởi áo ăn mừng.